trẻ lười ăn rau, không đảm bảo dinh dưỡng, người bị cao huyết áp, người đang giảm cân, hay chỉ đơn giản là đang đi theo chế độ ăn uống lành mạnh. Máy ép chậm Mini Rapido RFG120 đến từ Đức sẽ là trợ thủ đồng hành giải quyết mọi nỗi lo cho bạn. Thiết kế siêu nhỏ gọn giúp tiết kiệm tối đa không gian, phù hợp với mọi gia đình. Lưới lọc bã thông minh được cải tiến tách biệt bã và nước khi ép. Công nghệ tiên tiến từ Đức kết hợp cùng trục xoay xoắn ốc ép kiệt bã mọi loại hoa quả mà vẫn giữ trọn vẹn dưỡng chất. Động cơ DC siêu êm, siêu bền bỉ, siêu tiết kiệm điện năng. Máy được trang bị nắp chặn Smart Cap bằng silicone, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Tháo lắp dễ dàng chỉ trong 3 phút. Vệ sinh đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể ép mọi loại rau củ quả một cách cực dễ dàng, từ hoa quả cứng, rau củ quả nhiều xơ. Bạn có thể thực hiện những công thức nước ép theo chế độ ăn để bổ sung dinh dưỡng cho bạn và người thân trong gia đình. Máy ép chậm Mini Rapido RFG120 giữ nguyên 100% hương vị, 98% vitamin tự nhiên. Với chiếc máy này, bạn sẽ không còn cảm thấy ăn hoa quả, rau xanh là quá đơn điệu. Hương vị nước ép tươi ngon, thuyết phục được cả những người khó tính nhất. Máy ép chậm Rapido RFG120 được sản xuất với công nghệ hiện đại từ Đức, được bảo hành bởi Ferroli ASEAN.